chiều nay đây. Chiều nay một số bác thợ vẫn đang bả đây, bả những chỗ vỡ. Hiện tại là sẽ làm ở cái chỗ thấp trước, rồi mới sơn ở bên trên, chỗ khóa làm sau. Nhà nha. Hiện tại là bây giờ chỉ còn có mỗi các bác thợ, thợ thôi. Khán đài hiện tại ghế thì cũng nghỉ, không chưa lắp. Để lắp ghế tranh mà. Đội hình lắp phòng chống cháy nổ đây. Bác nha. Đến cuối ngày em hỏi thăm các bác. Dạ vâng, chào bác. Cuối ngày em hỏi thăm các bác. Dạ vâng, cứ hỏi em sẽ trả lời. Hỏi thăm cả bác nữa. Báo cáo nhà báo là tình hình này, cái thằng Văn Toản của Hải Phòng nó không bắt nhá. Đâu lên các bác không biết là lên hạng U23 à? À nó lên U23. Có mình có 3 người lên U23 đấy. Hải Phòng 3 người. Tao thấy rồi. Ông bên ngay bên qua Cầu Bính toàn là nhà. Bố ra tiền đấy, anh em có lương, anh em chả có lương gì cả. À thế là trong nghĩ là khả năng là xây xong ở đâu, làm xong cái khu này mới giải ngân cả hai. Ngân cả xong nếu có thừa mới làm này. Không thừa thì thôi. Đấy, CD. Đéo CD. Tao mẹ làm này, đéo có lương, tiền đéo có tiền đi đổ xăng đi làm. Bác thông cảm, chắc là phải làm xong cái nhà này. Xong cái này là giải ngân luôn đấy. Xong tiền. Thôi cố. Cố làm sao được. Cố bị đam mê. Cố không có tiền. Mai phải cắt mua cái rèo rồi bố. Mua cái loại giả rồi. Chào các bác nhé. Nay là sơn đường viền Khán Đài A nhé. Đường viền Khán Đài. Đấy, đường viền bắt đầu sơn xung quanh những chỗ nào nó không đẹp thì sơn tiếp. Đấy. Đấy, đây là sơn góc này này. Anh nghe cái chỗ hàng lan can này có sơn màu không hả anh? Đây ca. Bút đâu kẻ nói vào. Cái này chỗ này con sơn anh. Nó trước rồi sau. Đây thay mới không? À thay mới còn quá. Thay lốc mới. Lý lốc, ok. Thế mọi người hỏi nhá, cái hàng lan can này là thay lý lốc nhá, tháo hết xanh ra. Thay lý lốc đồng bộ luôn. Mọi người không phải lo lắng về cái chuyện lan can nhá, lan can là sẽ thay bằng lý lốc. Mày chanh mày lấy làm gì, mày đổ lót trong một tí rồi mày lăn nó cái đầu cái kia cho nó xong, cứ lướt một cái đấy đi. Mà còn chanh của nó đi Thank you.
hình ở bên trên vẫn sơn nhá. Mình đi qua mình xem tí nào. Bức hình sơn vẫn làm việc. Mấy bác vẫn làm việc à? Xin chào nhá. Nghỉ chưa bác? Bắt đầu bây giờ. Thôi nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi rất sức khỏe thôi. Hết công trình rồi. Đấy, mấy bác ấy vẫn cố gắng sơn từ lốt. Đây cô gái này cũng thế này. Trèo leo như người nhện luôn. Đấy. Đấy, hai bác ấy ngừng hoạt động rồi. Giờ thôi nghỉ ngơi. Ôi. Chào rồi. Chào Văn Giải đi. Chào bác nhé. Dạ. Em dậy rồi, vừa chú ấy dậy rồi. Vừa chú Tấn dậy rồi. Tôi hình này là ở chỗ hay là ở nhà gần đây anh? Dạ. Em nhà... ở gần đây. À thế tốt. Tôi tưởng là nhiều người làm xa thì ở chỗ ai? Ở chỗ mới chết. Mình là người Hải Phòng. Người Hải Phòng hết. Đâu trước có bác mấy bác ở Thái Bình ấy. Chào cô gái nhá. Cô. Thôi xong việc rồi.